Chủ đầu tư chào bán căn nhà vô cùng đẹp, vô cùng hợp lý, diện tích xây dựng 30m, thiết kế là 4 tầng, vị trí là thuộc phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cách với khu đô thị Đô Nghĩa chỉ 500m, cách với chợ dân sinh trường mầm non, trường tiểu học 500m thôi. Thưa quý vị, hướng nhà là hướng Tây Bắc, thiết kế hiện đại, vị trí đi lại xung quanh rất gần, cách với bến xe Yên Nghĩa và ngã tư Lê Trọng Tấn 1,5 km, xung quanh đầy đủ tiện ích, nhà đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Căn nhà hiện tại giá chào bán 2 tỷ 050 triệu, được thiết kế và xây dựng độc lập. Với căn nhà này, quý khách hàng chỉ có khoảng tầm 700 triệu là đã có thể sở hữu cho mình cái căn nhà vô cùng tiện ích này rồi.